tại giải đua thuyền rowing vô địch Đông Nam Á năm 2024 diễn ra tại thành phố Hải Phòng vừa qua. Vận động viên Nguyễn Thị Vân Anh, đội tuyển đua thuyền Hưng Yên đã xuất sắc giành được một huy chương vàng và một huy chương bạc nội dung đôi nữ và đơn nữ. Nguyễn Thị Vân Anh là vận động viên nòng cốt của đội tuyển rowing Việt Nam, tham gia thi đấu hai nội dung là đua thuyền rowing đơn nữ, đôi nữ và đều giành huy chương.